Xin chào mọi người lại đến với channel của Nguyễn. Hôm nay là ngày 19 rồi. Là cái ngày mà rút rau vài ngày rồi nhưng mà mình không rút rau. Hôm nay mình rút rau để mình quay luôn cái video là cái sản phẩm mà chấm kích mắt BRH. Đây là anh em nào nói cho sản phẩm này là không có tay hay là lỗi sản phẩm. Cái này lỗi là khoảng 10% ha. 10% nếu mà chúng ta làm đúng á thì nó sẽ là cái tỷ lệ lỗi bông nó sẽ thấp lắm. Vì sao? Vì cái mắt hoa chúng ta ra nó có nhiều cái trường hợp mắt non hoặc là mắt già quá. Thì chúng ta phải lựa được cái màu thật là vàng thì chúng ta chấm vào cái tỷ lệ thành công nó rất là cao. Và cái tỷ lệ lỗi trái nó sẽ không còn nữa. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Rồi thứ hai nữa là mọi người đừng có cạo vào, có nghĩa là mọi người tách ra. Mọi người tách ra và cạo cái mô sơ ở trên thôi, hoặc là không cạo. Mọi người nếu mà cảm thấy là khó thì mọi người không cần cạo, mọi người chích một cái lượng thuốc vừa phải vào thì tỷ lệ trái nó rất là hiệu quả. Đây là một cái mẫu trái BRH nha. Sau khi rút rau, bây giờ rút rau ha. Nó cho cái sản phẩm rất là to hơn hàng điện nhiều luôn. Trái rất là khủng luôn. Đó, mọi người coi cái mẫu nè. Tôi có tỷ lệ lỗi nha. Nhưng mà cái thành phần này nó vẫn bị lỗi nè ha. Nhưng mà tôi nghĩ trái này nó vẫn còn được. Lúc mà nó to lên là sẽ tròn lại. Cái này nó hơi dài nhưng mà nó to lên nó sẽ tròn lại. Vì cái bài thuốc của mình đi là không dài mà nó tròn thôi. Mấy mốt nó sẽ tròn. Vì mọi người nên tốt nhất mọi người đừng có dùng VSL3. VSL3 nó cho cái mẫu trái rất là dài. Và chúng ta mà không biết xịt nó mất dài trái nha. Tôi ở đây không có dùng VSL3 nhưng mà nó vẫn dài sọc cái mỏ nè. Đây là cái trái cũng kích mắt luôn ha. Bên đánh đèn và một bên kích á, thì mọi người phải cái ngày bắt đầu rút điện mọi người chích chấm dưới một ngày, hoặc là khi mà rút điện mọi người chấm đồng loạt luôn thì nó tốt hơn. Chúng ta chỉ có chấm qua ngày thứ ba thôi, mình để ý rất là nhiều lần rồi, chỉ chấm qua ngày thứ ba thôi. Còn ngày thứ năm á, thứ tư thì còn được, thứ năm thì nó rất là trễ. Cái này thì cái sản phẩm này thì sau mấy ngày mình mới kích ha, sau 7 ngày mình mới kích nè, nó vẫn cho cái mẫu trái rất là đẹp, nó không bị đỏ và không có chạy nhựa nha. Nên mọi người nên nhớ một điều, sợ nếu mà nó hạn chế chạy mũ á, nó xì mũ á, mọi người nên bỏ cái thằng nano bạc á, cái gói cái một cái bằng ngón tay nè. Nó hạn chế xì mũ cũng như là thúi tay rất là hiệu quả ha. Rất là hiệu quả. Cái khoảng cách nó sẽ xa ra. Cái này cái mắt nó hơi nhặt. Nhưng mà lúc mà to lên nó sẽ khoảng cách nó sẽ xa ra. À, tôi quay hết những cái trái luôn ha. Cho mọi người cùng biết như thế nào. Chứ không phải là mọi người nói là tôi lừa đảo mọi người ha. Nếu anh em á, thuận mua vừa bán. Tôi cảm thấy tin tưởng được thì anh em làm. Tôi muốn bán là sản phẩm này mục đích là cho những cái vùng chưa có điện, hoặc là anh em mà sợ ngại gãy đèn ở đây. Cái trái này là sản phẩm nó cái tay nó hơi bị to, nó bị lỗi nè. Nó bị lỗi chứ không phải không lỗi nha, nó vẫn bị lỗi ha. Chúng ta cần chọn cái mắt gai cho nó hiệu quả là được nha. Đây sản phẩm nó đây, rất là to trái ha, rất là to. Mọi người hãy nên nhớ một điều là cái sản phẩm này cho cái trái to hơn hàng điện, thành ra chúng ta làm hàng cồ rất là dễ. Và bây giờ tiếp tục ha. Cái trái này thì mọi người thấy nó rất là bình thường ha, nó phù hợp trên ruột trắng, nó phù hợp trên ruột đỏ. Còn ruột trắng thì tỷ lệ nó lỗi cao hơn là ruột đỏ. Ruột đỏ thì cái tỷ lệ nó lỗi rất là thấp. Và mọi người mà làm cái kiểu mà không có giữ được nụ là do cái cách làm của mọi người nó bị sai kỹ thuật rồi, nó không có giữ được nụ, hoặc là cái dây mà người nó yếu quá, nó không có đủ để nuôi trái thì thành ra là nó sẽ bị lỗi, nó sẽ rụng nụ đi. Đây là cái trái này tôi thật sự là tôi chấm mắt hết chứ không phải là hàng điện nha. Mọi người nên nhớ là một cái điều này, tôi chẳng có xạo ai bao giờ hết á, xạo làm gì đâu. Nó khác là nó to hơn hàng điện, tay nó dài hơn. Nhưng mà cái chuyện này nó chuyện là chuyện nhỏ. Đây là mọi người coi hàng điện nha. Đây là hàng điện, mình đánh bên này cái khoảng cách nó 4m thì mắt ở đây thì nó không bao giờ nó qua bên kia được. Đó là cái dàn này tôi chấm mắt đây.
Và đây mọi người thấy không, trái nó bắt đầu nó chấm qua ngày thứ 6, thứ 7 thì nó ra hơi trễ này. Tỷ lệ lỗi vẫn có nhưng mà rất là thấp. Đây, và đây trái này thì mọi người cho là lỗi, nhưng mà lớn lên tôi nghĩ nó không có vấn đề gì xảy ra. Thì cái tai nó hơi lớn, cái tai nó hơi lớn ha, nó không có gì dạng nhiều, lâu lâu mới được một trái thôi, nó bị một trái thôi. Và đây, đây là cái trái này là mình chấm mắt này, nó ra cái chồi luôn. À, cái mắt này bị ra chồi nè, nó rất là to. Cái thuốc này, cái mục đích của nó là không nói giấu gì mọi người là nó sẽ kích thích bung thôi, bung nụ hoặc là bung mắt gai, bung nụ hoặc là bung chồi đó, nó chỉ có bung thôi. Còn những cái yếu tố khác là tự cái cây nó kích thích cây nó bung ra, là còn những cái yếu tố khác là nó tự sinh trưởng vào cây, nó nhờ vào cây nó sinh trưởng bình thường, chứ không phải là do cái thuốc này. Và cái sự tồn dư của chất đó, thuốc này nó không có còn, khi mà đến 2 tháng sau nó mới chín lận thì nó sẽ không còn ha. Còn cái chuyện là anh em tôi thấy đăng trên cái diễn đàn, những cái diễn đàn Facebook đó, là chấm mắt nó bị lỗi và rất là tốn tiền, nhưng mà cho cái sản phẩm không có tai, không có tai tiết gì hết, là mọi người đã bị mua nhầm cái thuốc, không phải là thuốc BRH này. BRH này mình nói thật sự ra là cái tỷ lệ nó vẫn có lỗi, nhưng mà nó tầm khoảng rơi vào khoảng tầm 10%. Nếu mọi người mà làm kỹ thuật nó lớn thì nó khoảng tầm 5-10%, 7% thôi. Còn nếu mà mọi người làm cái kỹ thuật nó sai thì nó sẽ rất là nhiều, có thể nó đến rơi vào 30%. 30% thì nếu mà nó chấm mà mọi người mà làm đúng kỹ thuật thì nó ra được 90% đi, nó sẽ hủy hoại nó còn 80%, mà hư, nếu mà hư 10% nữa còn cũng còn được 70. Cái chuyện đó là cái chuyện khá là hợp lý, khi mà chúng ta làm cái này nó không có bị như là hàng trong đèn, nó phải hên xui rất là nhiều, còn cái này chúng ta chấm vào nó sẽ ra. Ra là rất là mạnh đó. Và mọi người nên nhớ là chỉ có một dây một bông thôi, tức là một dây là tôi để một trái thôi. Và cái chuyện mà nó sẽ không bị đỏ đầu, nó không bị vàng, không có bị đỏ cái đầu, thành ra là mọi người nên nhớ. Chúng ta chấm hai mắt á, thì nó dễ lắm, vì cái dây chúng ta non á, là nó sẽ, cái dây mà nó non mà nó yếu á, nó sẽ bị ra là đỏ đầu rất là xấu. Và đây là cũng là BRH. Quay tới đây thì nó cũng đã gọi là cũng giải quyết thắc mắc của rất là nhiều anh em. Nó cái sản phẩm này nó lỗi như là những cái sản phẩm VSL1 ngày xưa hoặc là VS11. Anh em ở miền Tây mà có pha đó, pha mà kiểu bằng hóa những hóa chất. Như tôi đọc cái hóa chất đó, đợt trước tôi cũng có làm cái video rồi. Đó là cái pha mà cái kiểu mà VS11, VSL1 đấy đó. Thật sự ra chúng ta dùng hóa chất rẻ tiền mà pha vẫn được, hoặc là VSL3 gì đó, nó pha đều được hết. Nhưng mà cái hóa chất đó nó nguyên bản là nó 100% tan trong nước ấy, thì nó còn hiệu quả một chút. Chứ còn mà đối với là sản phẩm mà nó không tan hòa tan trong nước 100%, nó chỉ có được 70 hoặc là 60 ấy, thì nó sẽ không bao giờ hiệu quả cao được. Vì mọi người cũng biết là cái hóa chất mà để nó hoạt động hiệu quả thì nó phải tan 100% trong nước. Rồi sau đây á, tôi sẽ quay tiếp cái sản phẩm kích mắt không cần cậy mắt gai, thì nó ra, tôi chấm hình như là
hơn một chục nụ, một chục mắt gai thì nó ra chỉ có được nó ra được 4-5 mắt thôi, nhưng mà chúng tôi giữ được sẵn. Bây giờ tôi giữ hiện tại là chỉ có 3 búp mà một dây nó bị trùng búp thành là tôi bẻ đi. Chỉ còn có 2 búp thôi. Đây là cái sản phẩm mà kích mắt gai không cần chạy nè. Là lấy dùng cái bông gòn người ta quét đó, bữa trước mình có quay video rồi đó. Thì giờ hiện tại nó còn giữ được 2 búp thôi. Và một búp thì mình bẻ nè. Đây 3 búp lần nào mình bẻ hết một búp đây nữa nè. Bây giờ nó cho cái trái như thế này. Thấy cũng không biết là cái mẫu nó như thế nào. Tôi thấy hiện tại hai bông này cũng là thấy cũng đẹp á, chứ không phải là xấu ha, mà cái tai nó hơi nhiều nè. Có một điều là cái tai nó rất là nhiều. Cái sản phẩm này hoàn toàn ở Thái Lan. Chúng ta chấm từ 7 đến 9 ngày nó mới ra ha, nhưng mà theo mình để ý bữa trước là chỉ có 5 ngày thôi là nó đã bung rồi. Đây là cái sản phẩm không cần cạy mắt gai đó. Một cái điều mà mình nói là đến cái vấn đề này á, cái tỷ lệ nó ra rất là thấp, vì chúng ta chọn á, không biết đâu là mắt hoa thứ nhất, rồi cái mắt hoa nó bị chết chúng ta cũng không biết, và cái mắt ở trong đó nó màu xanh hay màu vàng chúng ta sẽ không biết được. Chúng ta chấm vào thì 100% chúng ta sẽ chia đều cho 3, thì nó khoảng 30% thôi, còn 10% là do thời tiết, do cái kỹ thuật chúng ta. Bây giờ 30% đúng không, nếu mà mọi người làm đúng kỹ thuật nha, thì 10% sai sót, và chia đều ra cho 30, chia đều cho 3 thì là thành công là 3%, mắt chồi là 30% và mắt chết là 30%, thì nó sẽ là được 90, và cái sai sót của chúng ta là 10%, cộng lại mới được 100%. Thành ra cái sản phẩm này nó không có hiệu quả bằng. 100ml của nó là giá tương đương 1 triệu, gần 1 triệu đó. Thì chúng ta chấm được khoảng 2.000-3.000 mắt gai ha. Đó, thì nó tương đương với sản phẩm BRH thôi. 100cc thì nó bằng tương đương sản phẩm BRH. Nhưng mà cái thành công nó thấp hơn ha. Rồi, tôi xin tạm ngừng video đây. Mọi người có thắc mắc hoặc là có những cái điều mà muốn liên hệ, muốn tư vấn trực tiếp, mọi người có thể gọi vào số 0792123055 để gặp được Hưng Nguyễn để tư vấn những cái cách mà mọi người làm đã đạt hiệu quả. Vườn sau thì tôi cũng sẽ làm tiếp, do cái nhu cầu cuộc sống thì công cán không có, thì tôi cũng không có làm nhiều được, vì tôi làm trong cái tầm tay của tôi thôi. Tôi không muốn kiểu mà đánh đèn đâu, nhưng mà do cái công cán không có, và cái mình muốn là cái công là phải làm đạt cái tiêu chuẩn như mình đó, thì nó rất là khó. Và đối với tôi thì công rất là bận việc, thì cái chuyện đó thì mọi người hãy nhấn theo dõi để nhận được những video mới nhất từ kênh ha. Rồi tôi xin chào tạm biệt mọi người.